Thầy phong thủy hé lộ cách sắp xếp bàn thờ gia tiên giúp cho gia chủ tiền vàng ngập kết, cả đời sung túc. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên đăng tải và cập nhật các kiến thức về tử vi, các kiến thức về phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng. Quý vị thân mến, đối với người dân Việt Nam nói riêng cũng như là người phương Đông nói chung thì việc thờ cúng tổ tiên hướng về cội nguồn đã là một trong những nét đẹp văn hóa thiêng liêng nhất trong văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam. Bước vào một căn nhà để xác định xem căn nhà đó có dồi dào vượng khí, ấm cúng bình an và được thần linh che chở hay không thì các bậc thầy phong thủy sẽ nhìn vào bàn thờ đầu tiên. Nếu bàn thờ được bài trí thuận phong thủy sẽ giúp chiêu dụ tài lộc cho gia chủ, tiền tài kéo đến ùn ùn như thác đổ, mọi công việc làm ăn đều vô cùng suôn sẻ. Đó chính là câu trả lời của cõi vô hình đáp lại tấm lòng thành kính của gia đình. Và trong video ngày hôm nay thì Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này. Xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi. Bài trí bàn thờ chuẩn phong thủy giúp gia chủ phát tài, phát lộc, bình an và may mắn. Trước tiên chúng ta cần hiểu rằng về vị trí đặt bàn thờ thì phong tục mỗi nơi mỗi khác. Tuy nhiên thời trước đây, ở các vùng nông thôn trong cả nước, hầu hết các gia đình đều đặt bàn thờ tổ tiên tại gian chính. Trong căn nhà cấp 4 thời xưa thì đây là nơi trang trọng nhất, nên việc chọn gian chính để đặt bàn thờ là điều hợp lý và dễ hiểu. Gian chính cũng lại là nơi tiếp khách nên phía ngoài bàn thờ thường kê bộ tràng kỷ. Có gia đình khá giả thì kê sập gụ, còn đơn giản thì là một bộ bàn ghế tiếp khách. Từ nguyên do đó nhiều người đồng nhất không gian thờ cúng và phòng khách là một. Thời đổi mới, các gia đình đều khấm khá lên, có của ăn của để, xây dựng lại nhà to đẹp hơn, không phải nhà trệt mà lên trên tầng. Nhưng nhiều người theo thói quen vẫn để bàn thờ ở phòng khách. Việc đặt bàn thờ ở gian chính trong ngôi nhà cũng có mặt tiện lợi, chẳng hạn như tạo không gian ấm cúng gần gũi, kết nối các thế hệ trong gia đình và giữ nề nếp gia phong, giáo dục con cháu lòng biết ơn tổ tiên, uống nước nhớ nguồn. Mặt khác, cũng tạo thuận tiện cho việc hương khói thường xuyên. Theo các nhà phong thủy và kiến trúc sư, thì việc xác định nơi đặt bàn thờ nên được tính toán ngay từ khi vẽ thiết kế để chủ động chọn được hướng, vị trí và không gian ưng ý. Muốn vậy, ta cần phải nắm vững một số nguyên tắc cơ bản của không gian thờ cúng nói chung và vị trí đặt bàn thờ như sau. 1. Thứ nhất, nguyên tắc bàn thờ đối với nhà đơn lập. Bàn thờ cần phải được đặt vào vị trí vững chãi trong nhà. Phía sau bàn thờ cần phải có tường vững chãi, không được dựa vào tường kính hoặc cửa sổ. Đối với nhà đất, vị trí đặt bàn thờ tốt nhất là trong phòng trên tầng cao nhất của ngôi nhà. Đây là vị trí thoáng khí, vừa có khoảng rộng sân thượng để tập trung nhiều người, nhất là vào các dịp giỗ Tết. Bên cạnh đó, phía trên bàn thờ là nóc nhà và bầu trời, không bị các không gian sinh hoạt khác đè lên và đặc biệt là không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Có một điều cần lưu ý, tránh trên đầu bàn thờ là nhà vệ sinh, phòng chơi của trẻ em bởi sẽ làm mất đi sự tôn nghiêm trang trọng và không bao giờ được phép đặt bàn thờ dưới xà nhà. 2. Nguyên tắc đặt bàn thờ với nhà chung cư. Trong cuộc sống hiện đại, nhà chung cư xuất hiện ngày một phổ biến. Việc sinh hoạt trên cùng một mặt sàn cũng sẽ khiến cho mọi thứ bị đảo lộn và lựa một vị trí hợp lý cho bàn thờ cũng là một điều khó khăn. Mọi người nên chọn góc thờ, bàn thờ đặt trong khoảng giữa của các mặt bằng căn hộ và không phụ thuộc hẳn vào một phòng nào. Đặt bàn thờ nên lấy một vị trí thoáng nhưng không được nhìn thẳng bếp và giường ngủ. Xung quanh bàn thờ cần làm rèm bằng hoa văn cổ. Khi đốt hương để thờ cúng, bạn kéo rèm lên. Sau khi hết hương thì buông rèm để giữ cho không gian thờ cúng được thanh tịnh. Tóm lại, đối với nhà chung cư, nếu không bố trí được một phòng thờ riêng thì cần phải có rèm che bàn thờ và đặt bàn thờ ở vị trí trang trọng nhất. Thứ ba, nguyên tắc sạch sẽ nhằm kích hoạt các khí hưng vượng. Bàn thờ là nơi ngự vị của các bậc tiền nhân trong gia đình, vì thế nó thường được đặt ở vị trí trung tâm và cao nhất. Điều này không chỉ để tránh sự va chạm mà còn tránh gió, bụi bặm và côn trùng. Việc lau dọn sạch sẽ bàn thờ là công việc trước tiên và được thực hiện bởi một cách cẩn thận tỉ mỉ.
Chổi quét hoặc khăn lau bàn thờ phải được dùng riêng. Nước lau bàn thờ thường được dùng từ nguồn nước sạch sẽ. Cẩn thận hơn thì dùng nước mưa thiên hà thủy hay nước nấu từ lá trầu, lá bồ đề để lau. Ngoài ra còn có thể dùng rượu đập thêm gừng tươi để tẩy trần. Không gian thờ tự là không gian thiêng liêng trong gia đình, là nơi lưu trữ nhiều ký ức tình cảm của các thế hệ. Chính vì thế, việc giữ gìn bàn thờ luôn sạch sẽ, mát mẻ không chỉ thể hiện sự chăm sóc và tôn kính của con cháu đối với ông bà tổ tiên, mà còn là sự chăm sóc đến cái tôi tâm linh ở mỗi con người. Từ việc đánh sáng lại bộ lưu đồng, lau chùi khung cảnh, thay các bát hương nhang đều thể hiện nhu cầu giao hòa gắn kết mật thiết giữa thế giới hữu tình và thế giới tâm linh thiêng liêng. Việc bày bàn thờ ngày Tết lại được ưu ái dành cho quý ông, đơn giản vì việc ấy nặng nhọc hơn. Hơn thế, người đàn ông là chủ gia đình, phải đại diện chăm lo nơi cư ngụ của tổ tiên để tỏ lòng hiếu kính, giữ nếp xưa. Mọi người vẫn mời người lớn tuổi nhất họ hay nhất nhà ra khấn và thắp hương cho ông bà tổ tiên trong những ngày quan trọng như tất niên, đêm giao thừa, mừng năm mới cúng tiễn. Quý vị thân mến, chúng ta thường kính cẩn dâng lên bàn thờ gia tiên những lễ vật như là hương đăng, hoa quả, trà nước, tiền vàng để bày tỏ lòng thành kính của mình, cùng với đó là sự biết ơn sâu sắc đến chư vị thần linh, ông bà tổ tiên cùng với những người đã khuất mà chúng ta một lòng kính trọng. Tuy nhiên, nhiều người thường lựa chọn những lễ vật theo cảm tính hoặc là vì đẹp mắt mà không quan tâm đến cái việc là những lễ vật đó có phạm phải những điều kiêng kỵ khi mà chúng ta bài trí trên bàn thờ hay không. Đây là một quan niệm hết sức sai lầm và điều này thậm chí là có thể khiến cho bao nhiêu công sức và tâm huyết cùng với tấm lòng thành kính của gia chủ đổ xuống sông xuống biển, tiền bạc không cánh mà bay, vượng khí suy giảm và sức khỏe cũng bị đe dọa nghiêm trọng. Vậy thì chúng ta nên hoặc là không nên bài trí những đồ vật nào trên bàn thờ? Xin mời tất cả quý vị sẽ cùng với Phong Thủy Gia Cát, chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ ngay sau đây. 1. Thứ nhất, kiêng kỵ đối với bài vị. Bài vị thần linh nếu như đặt chung cùng bàn thờ với bài vị tổ tiên, kỵ đặt nến và đồ cúng của tổ tiên và thần linh riêng rẽ, kỵ đặt ở phía trước cửa đường, nếu không sẽ dễ gây bất an tổn hại đến cung tài lộc nhân đinh của gia đình, dễ gây tai hại ngoài ý muốn hoặc là bệnh tật tấn công, kỵ đặt ở dưới xà ngang của ngôi nhà. Điều này sẽ tạo áp lực lên thần Phật, đối diện bài vị thần linh cũng không nên đặt bể cá cảnh và gương phía dưới, không nên đặt các đồ điện tử như loa và tivi trước và sau bài vị thần linh, kỵ giáp với phòng vệ sinh, phòng bếp cũng không được đối diện với cửa chính. Bài vị tổ tiên khi đặt bàn thờ gia tiên, không nên để bài vị tổ tiên đặt cao hơn tượng thần Phật, vì điều này sẽ khiến trong nhà hạ phạm thượng, nô cụ chủ thiên, hạ phạm thượng, nô phụ chủ, thiên địa đảo, nữ cường, nam suy. Thứ hai, kiêng kỵ đối với bát hương. Đầu tiên đó là không để bát hương trông tranh, không chính giữa bàn thờ. Trên bàn thờ bao giờ cũng phải thờ ba bát hương, bát chính giữa là to nhất để thờ các quan thổ công, thổ thần, táo quân. Hai bát hai bên là thờ ông bà, tổ tiên của gia đình. Với những gia đình có điều kiện thì thường có ngai thờ đỉnh đồng kèm theo trên bàn thờ. Còn các gia đình bình thường thì nên có thêm đèn dầu hoặc nến thắp sáng mỗi khi thắp hương, không dùng bát hương bằng đá. Bát hương trong bàn thờ gia đình nên dùng bát hương bằng sứ, hoặc có điều kiện hơn thì trong bàn thờ nên dùng bát hương bằng đồng, tránh dùng các bát hương bằng đá, bởi nó chỉ phù hợp với các đền miếu chùa chiền. Tiếp theo, không được xê dịch bát hương tùy tiện. Bát hương sau khi được an ngôi, chính vị phải để nguyên, không được xê dịch hay chuyển sang bên trái hoặc bên phải bàn thờ, bởi điều này sẽ không tốt, chỉ xê dịch bát hương khi làm lễ bao sái, lau dọn bàn thờ. Dù là ai thực hiện, cũng phải đảm bảo tay sạch sẽ, thanh tịnh, khi rút thì rút từ từ, tránh để vương vãi cho trong bát hương ra ngoài. Để lại chân hương trong bát là số lẻ và các chân hương còn lại có thể mang ra sông hồ hóa đi. Nếu kệ bát hương bị kênh phải dùng giấy tiền vàng mã để kê, không dùng các thứ khác. Không dùng cát để bỏ vào trong bát hương, tuyệt đối không dùng cát để thay cho ở trong bát hương bởi vì điều này sẽ khiến cho gia đình lục đục không may mắn. Bát hương phải được bốc bằng tro sạch, được đốt từ rơm nếp hoặc rơm tẻ, sẵn sàng lọc kỹ để bỏ đi những tạp chất. Thứ ba, một số đồ vật kiêng kỵ không bày trên bàn thờ. Tiền bạc cũ không được bày lưu cữu trên bàn thờ. Trong quan niệm của dân gian ta, nếu để tiền vàng còn dư vào cuối năm mà quên không hóa, thì công việc của năm mới sẽ bị ngưng trệ khó khăn, các thành viên trong nhà kém tài lộc,
Trước hết, nếu gia đình có thói quen bày tiền vàng trên bàn thờ cả năm, thì sau khi làm lễ cúng ông Công ông Táo, số tiền vàng đó cần được hóa cho, bởi để sang năm mới là điều không tốt. Bắt đầu từ lễ cúng giao thừa đón năm mới, các gia đình có thể sử dụng tiền thật để thắp hương lên tổ tiên với quan niệm lòng thành là trên hết, nên các bạn không phải đặt lên bàn thờ những tờ tiền có mệnh giá lớn, chỉ cần những đồng tiền có mệnh giá nhỏ, tiền mới, nghĩa là đã thể hiện được tâm ý của gia chủ. Tiếp theo, bày hoa quả giả trên bàn thờ là điều cấm kỵ theo phong thủy học. Các loại hoa quả giả mang tính âm vì đã được làm từ những vật liệu có sẵn nên chúng cũng không mang phong thủy tốt cho gia đình. Thông thường, để trang trí không gian nhà đẹp và mong muốn mang nhiều năng lượng tươi mới vào cho căn nhà thì việc sử dụng hoa tươi luôn được đề cao hơn. Hơn hết, bàn thờ là nơi linh thiêng thể hiện lòng thành kính của con cháu đối với ông bà tổ tiên. Chính vì vậy, nếu đặt những vật giả như hoa quả bằng nhựa sẽ khiến cho không gian thờ cúng không thoáng và thanh tịnh. Vì thế, bạn hãy bày trí những loại hoa và trái cây thật lên bàn thờ gia tiên vào dịp Tết để tạo không khí tươi mới, thoảng hương thơm của hoa lá vào ngày đầu xuân. Không nên bày các loại hoa quả có gai nhọn hoặc đã chín nẫu. Nhiều gia đình nghĩ rằng mùa nào thức đó hoặc người nhà thích ăn loại quả nào thì thắp hương loại quả đó. Tuy nhiên, xin lưu ý với các gia đình đó là không nên lựa chọn những loại quả có gai nhọn đặt lên trên bàn thờ, đặc biệt là trong ngày rằm hoặc mùng 1. Bởi theo quan niệm phong thủy, dùng những loại quả có gai nhọn để thắp hương có thể sẽ làm ảnh hưởng đến gia đạo, sự bình an của các thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó, khi lựa chọn đồ cúng trong ngày mùng 1 hay ngày rằm, gia chủ cũng không nên lựa chọn những loại quả đã chín nẫu, vừa đủ là đẹp nhất. Bởi nếu đặt những loại hoa quả này trên bàn thờ sẽ nhanh hỏng, thu hút ruồi muỗi, bọ, lui tới, làm ô uế nơi thờ cúng và đánh mất đi sự trang nghiêm cần thiết. Tiền vàng mã hạn chế bày trên bàn thờ. Có lẽ điều này sẽ khiến cho nhiều người ngạc nhiên, song đúng là giấy tiền vàng mã là thứ không được đặt lên trên bàn thờ. Nhiều gia đình có thói quen đặt những thứ này lên bàn thờ đều mong được người trên chứng giám và ban tài lộc cho mình. Tuy nhiên, theo tâm linh thì việc để tiền vàng lên đó chẳng những không thúc tài vượng vận mà còn khiến cho việc làm ăn của gia chủ bị đình trệ, nhiều khó khăn ngán trở, khiến cho khó lòng thành công như ý. Tiền bạc đâu chẳng thấy về mà còn ngược lại, còn mất tiền tốn của, túng thiếu trăm bề. Tốt nhất, để tiền bạc trong nhà nhiều hơn thì chớ nên trưng bày tiền giấy vàng mã trên bàn thờ lâu ngày mà nên hóa ngay sau khi cúng. Vào ngày 23 tháng Chạp, người ta cũng có lệ đem hóa hết giấy tiền vàng mã của năm cũ để cho năm mới được tài lộc như ý. Tiếp theo, những lễ vật nên bày trên bàn thờ để phát tài phát lộc, bình an và may mắn. Quả Phật thủ bình an và cát lành trong những năm gần đây. Quả Phật thủ trở thành loại quà được nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn để thắp hương vào ngày rằm. Hay nhiều lễ quan trọng khác, quả thật, quả Phật thủ thường được đặt ở trung tâm và là nơi cao nhất trong mâm trái cây. Theo quan niệm xưa, Phật thủ là quả dùng để thờ Phật và gia tiên vì có mùi thơm quyến rũ, tác dụng lưu giữ thần Phật và gia tiên lưu lại trong nhà lâu hơn để phù hộ cho gia chủ. Ngay cả tên gọi của loại trái cây này cũng thể hiện được sự nâng đỡ che chở của Phật dành cho gia đình, giúp mang lại nhiều may mắn và bình an. Cốc ngậm tiền vàng. Linh vật phú quý, cốc ngậm tiền hay còn có tên gọi khác đó là cốc thiềm thừ, cốc ba chân, cốc phong thủy, cốc tài lộc. Đây là một trong những linh vật phong thủy được khá nhiều người sử dụng hiện nay trong việc chiêu tài, chiêu lộc. Theo truyền thuyết thì cốc ngậm tiền xuất xứ từ Trung Quốc. Mỗi dịp trăng tròn, nếu cốc ngậm tiền ở gần nhà nào thì nhà đó sẽ nhận được nhiều tin tốt lành, đặc biệt là có nhiều tiền tài, tài lộc. Sở hữu vật phẩm phong thủy, cốc thiềm thừ, ngoài giúp chiêu tài, chiêu lộc, nó còn giúp cho chúng ta hóa giải được những điều không may mắn trong công việc và sự nghiệp. Đặc biệt, nhà có con gái cũng giúp cho việc học hành thi cử gặp may mắn hơn, đồng thời mang tới bình an cho gia chủ. Gia đình nên đặt cốc ngậm tiền hướng vào phía bàn thờ với ý nghĩa cốc mang tới cho gia chủ nhiều tài lộc và giúp giữ gìn tài lộc cùng với sự may mắn và bình yên. Tuyệt đối không đặt cốc ngậm tiền hướng ra ngoài vì như thế cốc sẽ nhả tiền ra bên ngoài và không có tài lộc cho gia chủ. Có nhiều quan điểm cho rằng sáng ra nên đặt cốc ngậm tiền vàng hướng ra ngoài, còn tối về thì hướng cốc vào trong. Biểu tượng trái đào. Tình cảm gia đình đầm ấm, đào là một trong những biểu tượng trái cây phong thủy tốt nhất. Nó là biểu tượng của sự bất tử. Đào cũng được biết đến trong phong thủy như là một loại quả của thiên đường vì nó nổi bật. Trong nhiều truyền thuyết Trung Quốc cổ đại kể về các vị thần bất tử, đào có liên quan đến sự giàu có, sức khỏe, sự phong phú và tuổi thọ. Trái đào
cũng được biết đến như là một loại biểu tượng trong phong thủy của tình yêu và hôn nhân. Đặt trái đào trên bàn thờ sẽ giúp cho đời sống hôn nhân luôn hạnh phúc, viên mãn và tình cảm gia đình đầm ấm hạnh phúc hơn. Quý vị thân mến, các chuyên gia phong thủy cho rằng việc nắm được những nguyên tắc chính xác trong việc bài trí bàn thờ thuận phong thủy chính là một trong những bí quyết tuyệt vời để nâng cao tài vận cũng như là vận khí của cả gia đình. Các bạn hãy đặc biệt chú ý để chúng ta có cuộc sống ngày càng thành công, thịnh vượng, phát triển hơn quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo.